Thưa quý vị, Hà Nội được xem là một đại đô thị với lượng lao động và nhập cư đông, nhu cầu ở lớn. Tuy nhiên, sống giữa thủ đô với tấc đất tấc vàng thì với người có thu nhập thấp để có thể sở hữu được một mái ấm không phải là điều dễ dàng. Và lúc này thì nhà ở xã hội được xem là một chiếc phao khiến họ có thể hiện thực hóa được ước mơ về chốn an cư. Những khu nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng. Eco Home 1-2. Khu nhà Đặng Xá và khu Rose Garden ở Mê Linh. Những căn nhà giờ là tổ ấm, là nơi an cư cho hàng ngàn hộ gia đình có thu nhập thấp. Đây là căn hộ phổ biến của khu nhà ở xã hội này với gần 70m², hai ngủ, hai vệ sinh, hai ban công, bếp và phòng khách liên thông. Cuối năm 2019, khi Tổng Công ty Đầu tư Nhà và Đô thị mở bán khu nhà ở này với giá 8 triệu đồng một mét vuông, gia đình chị Huệ thuộc những hộ đầu tiên đăng ký mua và nhận nhà. Giữ hầu như nguyên bản từ thiết kế, màu sắc đến bố trí các khu tiện ích, sau hơn 3 năm chuyển về, chị Huệ thấy ngày càng cảm nhận được sự may mắn khi có ngôi nhà, có mái ấm. Căn nhà xinh xắn, sắp xếp gọn gàng, trong một không gian chung rộng rãi, khiến nhiều người mới bước vào khó lòng nghĩ đây là một căn nhà ở xã hội với tổng giá trị mua vào cuối năm 2019 là chưa đầy 550 triệu đồng. Trước kia thì nhà tôi ở trọn tại ở Sóc Sơn, ở gần trên sân bay Nội Bài. Hồi tới mua thì giá cũng giống như là giá của nhà nước đây thôi, là 8 triệu một mét. Phí dịch vụ của tôi thì tính theo sàn là 69 mét thì là phí dịch vụ 4.000 một mét. Một tháng thì tôi sẽ trả phải gần 280.000 tiền phí dịch vụ. Thế thôi, còn trả thêm tiền gửi xe máy, ví dụ là như là 60.000 một tháng. Còn không thêm khoản phí nào nữa. Rất mong là chủ đầu tư và nhà nước sẽ phát triển thêm nhiều khu nhà ở xã hội để cho những người thu nhập thấp giống như chúng tôi để có cơ hội có nhà ở. Để thì ví dụ như mình có nhà ở thì mình sẽ thứ nhất là tư tưởng mình sẽ thoải mái hơn, mình sẽ có tích cực và có động lực trong cuộc sống hơn. Vâng, mong muốn đó của chị Huệ chắc chắn cũng là mong muốn của nhiều người. Bởi như đã nói, để thỏa ước mơ an cư giữa đô thị Hà Nội thì với những người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội là mục tiêu gần nhất họ dám nghĩ tới. Vậy nên dễ hiểu khi thị trường bất động sản đang bị xem là lạnh, là đóng băng, là không có thanh khoản, thì khi dự án NHS Trung Văn mở bán, nhiều người đã phải xếp hàng từ tinh mơ để lấy số, mong được ghi danh, bởi mỗi ngày chỉ có 40 hồ sơ được tiếp nhận, trong khi hàng trăm người có nhu cầu nộp. Dù giá công bố không hề dễ dàng với đại đa số người có thu nhập thấp. Theo đó, giá thuê căn hộ là hơn 99.000 một mét vuông một tháng. Giá bán là gần 20 triệu đồng một mét vuông và phí bảo trì gần 380.000 đồng một mét vuông. Tính nhanh, nếu sở hữu căn hộ nhỏ nhất diện tích 70 mét vuông, người mua phải bỏ ra hơn 1,39 tỷ đồng và căn to nhất gần 77 mét vuông, số tiền cần sẽ là 1,5 tỷ đồng. Nhiều người chia sẻ rằng dự án NHS dù bán cho người thu nhập thấp nhưng giá không hề thấp. Tuy nhiên, điểm bù lại ở vị trí khá thuận lợi khi gần trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, xung quanh nhiều tiện ích sẵn có, nên nhiều người sẵn sàng vay mượn để mong có chốn an cư. Theo kế hoạch năm 2023, Hà Nội mở bán 13 dự án nhà ở xã hội và NHS Trung Văn là đơn vị mở hàng. Giá mở bán của dự án cũng đang lập đỉnh cao nhất từ trước tới nay. Lúc này thị trường không có các sản phẩm thương mại giá bình dân nên dễ hiểu khi người dân sẵn sàng vay mượn, chầu trực đợi xếp được chỗ mua nhà ở xã hội dù NHS mở bán nhà cho người thu nhập thấp giá không hề rẻ. Tại sao chúng tôi có thể khẳng định chuyện đắt rẻ ở đây được ạ? Nếu lấy mốc đầu năm 2020, những cư dân ở HUD Mê Linh về khu nhà ở xã hội này sau khi làm thủ tục mua nhà với giá bán khá đồng đều lúc đó, khoảng 8 triệu đồng một mét vuông, thì sau 3 năm, giá bán nhà ở xã hội cũng tăng gấp hơn 3 lần, nghĩa là 20 triệu đồng một mét vuông. Dĩ nhiên, sự so sánh có phần khiên cưỡng vì sự khác nhau về vị trí, về chủ đầu tư xây dựng, vì sự tăng giá của vật liệu xây dựng, vì các ưu đãi tín dụng, v.v. nên giá thành dự án có thể khác nhau, nhưng trên tất cả, trung bình lương hay thu nhập của một người lao động có thu nhập thấp sau 3 năm sẽ không thể tăng tới gấp 3 lần. Như vậy, người mua gặp khó do giá thành cao, nhưng hiện tại với nhiều doanh nghiệp xây dựng, ngay cả khi được tăng giá bán thì xây nhà ở xã hội vẫn không phải là mảng đầu tư hấp dẫn. Lý do được đưa ra khá nhiều như doanh nghiệp phải tự lo đất, trong đó có giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, thủ tục phê duyệt kéo dài tới vài năm cho một dự án, giá vật liệu xây dựng thì liên tục tăng và vốn vay ngân hàng dù có ưu đãi nhưng thời gian và mức lãi suất không có nhiều hấp dẫn.
Với dự án nhà ở xã hội thì doanh nghiệp thường hưởng lãi suất là không quá 10%. Vì thế nên doanh nghiệp cũng phải cân đối được cái chi phí cũng như là cái dòng tiền của mình để đảm bảo cái bài toán về mặt kinh doanh. Vì vậy thì chúng ta thấy rằng là có lẽ rằng là cái phương pháp và cái giải pháp nó khả quan nhất cho doanh nghiệp và người mua lúc này rằng là cần thêm cái sự trợ lực từ chính phủ, nhất là từ cái gói 120.000 tỷ, nó cần cụ thể hóa hơn về mặt lãi suất, nó cần hỗ trợ tốt hơn về mặt lãi suất. Ví dụ tôi nghĩ rằng là lãi suất hấp dẫn nhất có thể nó rơi vào khoảng từ 5-6%, hoặc là hơn 6% một chút, và thời hạn vay thì không phải là 5 năm, có thể là kéo dài một chút lên khoảng 10-15 hay thậm chí là 20 năm, thì tôi nghĩ rằng đấy là một giải pháp mà tối ưu nhất. Để hiện thực hóa chủ trương đầy tính nhân văn cho người thu nhập thấp cũng có thể mua được nhà, bên cạnh các ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp làm nhà ở xã hội, thì việc hạ mức lãi suất và kéo dài thời gian vay cho chính người mua nhà là việc cần thiết lúc này. Đối tượng vay mua của chúng ta nhà ở xã hội là ai ạ? Là những người có thu nhập thấp, những người nghèo, người cận nghèo, những người công nhân. Tựu chung là những người mà có thu nhập ít phải đóng thuế hoặc là không phải đóng thuế. Thu nhập cá nhân mà chúng ta biết rồi, thu nhập cá nhân phải đóng thuế là trên 11 triệu đúng không ạ? Mà trong khi mà lãi đã 8,2% một năm rồi. Chúng ta cứ lấy ví dụ đi, một năm họ vay căn hộ, vay mua 1 tỷ để vay mua nhà. Lãi 8,2% một năm có nghĩa là 82 triệu một năm. 82 triệu chia cho 12 tháng thì mỗi tháng họ trả đến gần 7 triệu tiền lãi. Chưa kể tiền gốc đúng không ạ? Thì rõ ràng là công đi công lại thì họ đã hết mất thu nhập của họ rồi. Và đấy là một rào cản rất lớn. Xin nhắc lại, trước NHS, chưa dự án nhà ở xã hội nào ở Hà Nội có giá bán vượt quá 15 triệu đồng một mét vuông. Giờ đây, khi chủ đầu tư được phép tăng chi phí đầu tư, nên tùy theo chất lượng và vị trí công trình, giá nhà ở xã hội vẫn có thể lập thêm kỷ lục mới. Cái câu chuyện về nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân ấy, rõ ràng là có sự vào cuộc của cả chính phủ, hay là cả nhà nước và cả doanh nghiệp, và kể cả các địa phương. Vì vai trò địa phương đây là vô cùng quan trọng trong câu chuyện liên quan đến giải phóng mặt bằng cũng như là tạo điều kiện và cái hệ sinh thái để phát triển phân khúc bất động sản. Tại đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn, đến năm 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn. Tuy nhiên, trong báo cáo mới đây nhất của Bộ Xây dựng thì nhu cầu nhà ở xã hội đang thiếu trầm trọng. Trước mắt, trong giai đoạn 2021-2025, cần khoảng 1,3 triệu căn hộ. Như vậy, từ đề án, mục tiêu đến thực tế vẫn còn nhiều khoảng cách, mà để lấp đầy cần sự vào cuộc từ nhiều ban ngành trên tinh thần lắng nghe, tạo điều kiện nhưng có kiểm soát để nhà ở xã hội đến đúng với người có thu nhập thấp.